Hôm nay là ngày 28 âm lịch, 28 tháng 12, tháng Chạp. Rồi, xin chào cả nhà. Anh Hiếu kiểm tra cho em xem là nghe được không anh Hiếu ơi? Nghe được ạ. Ok không? Ok. Ok gì rồi, ok, tốt. Rồi, chào tất đạt phạm rồi. Rồi, xin chào cả nhà. Chào Minh Mai, chào Sơn Bùi. Chào Lê Cảnh, chào Nguyễn Đoàn, chào Võ Ngọc Dinh, chào Hiệu Hoàng, chào Ngô Tuấn, chào anh Ngô Tuấn, rồi chào Nguyễn Hùng, cảm ơn Nguyễn Hùng đã khen thầy đẹp lão, rồi chào Cao Thùy Dương. Chào Yến Nhi, cảm ơn Cao Thùy Dương. Vâng, cảm ơn anh Quang Họ Hoàng. Rồi, chào anh Dũng Nguyễn Việt. Chào Nghĩa Hoàng. Xin chào anh Lê Hoàng, chuyên gia cờ tướng. Rồi, chào Hoàng Thị Hải. Rồi, chào Lê Đăng Nam. Thầy chào vợ chồng em. Rồi, chào Thu Hằng Nguyễn. Chào Hân Chí Bách. Chào Hòa Mẫu. Rồi, chào Kinh Thiên Trụ. Vâng, chào Văn Quyền. Chào Phương Thảo Tạ. Rồi, chào Quang Thường. Chào Rèm Cửa Điện Nước. Rồi, kinh quá, tên đầy đủ quá. Chào Vũ Nga. Rồi, cảm ơn Vũ Nga. Chào Vinh Viết. Rồi, chào Ngô Minh Quang. Báo cáo với cả nhà là có một cái câu hỏi của một anh học viên. Hôm nay mình đang livestream, anh đặt câu hỏi rất là hay. Anh bảo thầy ơi, thầy trả lời cho em với cái câu là đạo Phật, tức là tôn giáo, có ảnh hưởng gì đến đời sống của con người và xã hội. Thì anh hỏi một câu rất là hay, vì cái câu của mục tiêu của tôn giáo, bản chất đấy chính là mục tiêu của tôn giáo, nó rất là hay. Và tối nay thì chắc là chúng ta phải dành đến 30 phút để giải quyết nguyên cái nội dung mà đạo Phật có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của con người và xã hội. Và thì tối nay chúng ta sẽ dành 30 phút nói về chuyên đề đó đầu tiên. Thế thì mọi người nên chia sẻ cái video clip này để mà sau này khi mà chúng ta nghiên cứu tôn giáo thì chúng ta cũng biết là tôn giáo nó có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của từng con người, đến gia đình, đến văn hóa, xã hội. Ảnh hưởng ghê gớm luôn đấy. Và ảnh hưởng như thế nào thì chút nữa là chúng ta cùng bàn. Vâng, chào Linh Nguyễn. Vâng ạ. Chào con của thầy. Vâng, rồi. Chào Bằng Lăng. Rồi, mời cả nhà uống nước ạ. Chào Duân Tóc Đỏ. Rồi, chào Sơn Tùng. Chào Hùng Văn Lê. Cả nhà chia sẻ đi ạ. Chia sẻ xong rồi là chúng ta sẽ có 30 phút để nói về cái phần đạo Phật này rất là hay. Cái phần tôn giáo nó rất là hay. Chào Duy Cương. Rồi ạ. Chào Phạm Quang Sáng. Rồi. Chào Thức Vinh. Chào Phạm Văn Quân. Tối nay chắc là một số anh em còn đang trên đường đi. Vâng, chào Lưu Đức Khang. Một số anh em đang trên đường về quê, chắc mình cũng đoán thế. Chào Quân Phạm, vì hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trong năm mà. Chào Phan Bảo. Rồi, chào Nguyễn Văn Minh. Chào Trần Viết Toàn. Rồi. Chào Nghĩa Hoàng. Chào Phạm Duyên. Chào Ngọc Khánh. Chào Lương Phùng. Rồi. Chào Đoàn Phúc Lâm. À, Đoàn Phúc Lâm hỏi câu này, đúng rồi, chính thức anh Đoàn Phúc Lâm anh hỏi câu này. Rồi, chào Linh Sinh, rồi Linh Vũ, rồi.
chào Hưng Lương. Rồi, tinh thần là hơn 500 anh em rồi. Chúng ta chờ thêm 5 phút nữa nhá. 5 phút nữa thì chúng ta bắt đầu với cái chủ đề này. Và chào Tuấn Anh Trần. Đang chào Hồ Hoàng Thái. Rồi. Đấy, anh em tranh thủ like, share, comment, yêu, ghét, vui, buồn. Đấy, Hoàng chuyên gia cờ tướng, tôi thấy anh ấy like suốt đấy, liên tục. Chào Hiền Nguyễn. Chào Trịnh Trang. Chào Quang Anh. Chào Đỗ Mạnh Hải. Vâng, cảm ơn Đỗ Mạnh Hải. Chào Thu Thảo. Chào Trang Lưu. Không, chỗ thầy cũng lạnh vừa vừa, nhưng do thầy yếu cho nên thầy mặc áo len. Lúc này già rồi yếu. Vâng, chào Thảo Phương. Chào Hoa Hoàng. Chào Mr. Huy Vũ. Cảm ơn Huy Vũ. Chào Nam Ngọc. Cảm ơn Nam Ngọc. Rồi, chào Hữu Phong. Chào Bùi Văn Linh. Chào Trung Lê. Rồi, tối nay bắt đầu chúng ta bắt đầu 30 phút đầu bằng việc mà giải quyết cái bài toán tôn giáo ảnh hưởng thế nào trong đời sống. Và chào Kiên Đỗ. Cảm ơn Ninh Vũ. Hôm nay máu nó nhiều máu trên nên mặt nó đỏ. Vâng, chào Xuân Đoàn. Nói vậy thôi chứ không uống cái gì đâu. Chào Lê Đinh. Tối nay nào có được ngụm rượu nào đâu. Nhạt mồm, nhạt miệng lắm. Vâng, cảm ơn Đỗ Mạnh Hải. Rồi, chào Nguyễn Mèo. Rồi, chào Đặng Văn Lợi. Rồi, chào Thanh Tiên Phạm. Chào Nguyễn Khải. Rồi, chuẩn bị hết 5 phút là chúng ta sắp bắt đầu rồi. Chào Vinh Bùi Xuân. Chào Nhật Đặc Biệt. Và chào Vũ Việt Anh. Và chào Bắc Lê. Và chào Đặng Văn Lợi. Cảm ơn Đặng Văn Lợi. Rồi, chút nữa thì chúng ta sẽ vào cái câu hỏi chi tiết sau. Bây giờ cứ chào hỏi nhau đã. Rồi, chào Xuân Chính Đỗ. Và rồi, như vậy là tôi nhắc lại câu hỏi của bạn Phúc Lâm à. Rồi, bạn có hỏi thế này: thầy cho em hỏi tôn giáo có ảnh hưởng gì đến đời sống con người và văn hóa xã hội. Thì thưa các anh chị rằng trong mỗi một con người hay mỗi một loại động vật thì bản chất nó đều có hai cái phần này. Chúng ta hình dung từng bước một nhé. Nó có cái phần đầu tiên gọi là phần bản ngã. Trong con người mình có một cái phần con gọi là cái phần bản ngã. Mà bản ngã trong con người mình thì là nó đòi cái gì? Thích làm ít ăn nhiều như anh Hoa Hồng, anh Huấn Hoa Hồng anh bảo đấy. Là không làm mà đòi có ăn. Đấy, thì cái đấy là bản ngã của con người. Thứ hai là vui chơi thoải mái, không phải đi làm. Thứ ba là thích gì được ăn đấy. Thứ tư là gái gú thoải mái, không bị phê phán về đạo đức xã hội. Tóm lại là anh ấy thích những cái gì mà nó sướng nhất và không cần phải làm mà vẫn có ăn. Thì đấy là cái phần bản ngã của con người. Mà thực ra con vật nó cũng có cái bản ngã đó. Đấy, thì cái phần đấy nó gọi là phần bản ngã. Vậy từ cái bản ngã, tức là bản ngã hay chúng ta gọi là bản năng của phần con đấy. Thế tuy nhiên thì con người nó khác với con vật. Nó nằm ở chính chỗ là có hệ tư duy. Và nằm ở chỗ là biết đâu là đúng, đâu là sai. Thì nhưng mà do cái bản năng của con người ấy, thì không phải là ở đâu cũng có người văn minh, ở đâu cũng có người hiểu được hết chân lý đúng, sai. Cho nên thì với xuất hiện những vĩ nhân là ông Phật và Đức Chúa Giêsu, thì các người mới nghĩ ra một cái thứ gọi là cái suy nghĩ của chân lý. Thì nó như hai cái cán cân này. Một bên là của bản năng là làm những thứ mà không cần biết về mặt đạo đức xã hội là cái quái gì cả, miễn là bố mày sướng là bố mày làm thôi. Và người ta gọi là làm bằng gì? Bằng bản năng hay sống theo bản năng.
Còn phần thứ hai, nó gọi là, chúng ta gọi là một cái phần chân lý của đời sống. Và trong cái chân lý của đời sống, do con người mình sinh ra và lớn lên phải mất rất nhiều năm mới có chân lý. Thì thay vì như vậy thì ông Phật hay ông Chúa Giê-xu là ông giúp cho chúng ta đẻ ra thì đã biết được Kinh Thánh và những lời răn của Chúa Giê-xu. Nếu mà theo đạo Phật là đẻ ra là đã biết những cái lời răn của Phật, và có nghĩa đấy chính là chân lý. Thế thì tất nhiên giữa phần bản năng và phần chân lý, mà chúng ta sống được đúng theo chân lý của nhà Phật, thì có nghĩa là chúng ta thành Phật mất rồi thì lại không sống ở đây nữa. Nếu như chúng ta làm được hết đúng những lời răn của Chúa thì mình đã lên thiên đàng rồi, ở cạnh Chúa rồi, chứ chắc là không ở dưới trần gian này rồi. Thế thì như vậy là bắt đầu nó mới sinh ra con người của mình, nó như kiểu BD ấy, nó ghép vào thế này nó nơ nớ. Mà bản chất là niềm tin trong con người mình, nó là thành quả quan hệ của như kiểu là đứa con là thành quả quan hệ của vợ với chồng. Thì cái niềm tin trong cái đầu mình ấy, là thành quả quan hệ của những cái ngài Chúa Giê-xu hay là Đức Phật. Và bản năng con người mình thì nó hình thành ra một cái niềm tin. Thế thì có những thứ mình tin Chúa và có những thứ mà mình tin nhưng mình vẫn làm theo bản năng. Có những thứ mình tin Phật nói đúng nhưng mà mình vẫn làm theo cái bản năng của mình. Nhưng cũng có những thứ thì những lời Đức Phật dặn hay là Chúa Giê-xu dặn thì chúng ta làm theo được Chúa, vì chúng ta vứt bỏ và kìm chế cái bản năng lại. Thế thì như vậy nó tạo ra niềm tin của con người. Chính vì vậy mà trong đời sống mỗi người một niềm tin khác nhau, và nơi nào thiếu đi tôn giáo thì nơi đó phần lớn con người sống bằng bản năng nhiều hơn. Cho nên tất cả những cái đất nước văn minh thì tôn giáo là một phần không thể thiếu được của đời sống. Và nó như kiểu kim chỉ nam, nó tạo ra văn hóa trong mỗi gia đình. Nó tạo ra cái văn hóa ứng xử hành động, từ lương tri cho đến biểu hiện ra ngoài của mỗi con người. Do có được cái giáo dục, một cái phần chân lý từ rất sớm. Thế như vậy tôi nói lại, niềm tin trong não tôi là được hình thành bởi hai thứ. Một là phần bản năng con người tôi, thích ăn ngon mặc đẹp, không làm mà vẫn có ăn. Gái đẹp dùng cả đời mà chúng nó không đứa nào nó phê phán, mà còn thay liên tục cơ. Đấy. Thế còn một cái phần là Chúa bảo, Phật bảo là mày không được làm vậy Tuấn, làm vậy bản năng mất dạy quá con. Thế thì bây giờ là bắt đầu với hai niềm tin nó mới ghép lại với nhau. Thì là nơ nớ, thì là vẫn nghe theo lời Phật, thì thay vì là không phải là 10 em mà thôi thì 2 em, tức là mình gọi là con đường trung đạo đấy. Kiểu như vậy, tức là bảo là đạo đức hết đúng như Phật thì mình thành Phật mất, mà làm được đúng như Chúa Giê-xu thì mình nên niết bàn, mà làm đúng phần con thì mình lại là chó mèo mất rồi. Thế cho nên mình ở giữa nơ nớ. Và càng mà hiểu được những cái lời của những cái bậc chân tu như Đức Chúa Giê-xu, như Đức Phật dạy, thì mình càng là những con người tiến hóa. Thế thì như nhờ vậy mà nó mới hình thành nên niềm tin trong con người mình. Cho nên là những đất nước văn minh là phải tự do tôn giáo để nó tạo ra một niềm tin tốt trong một con người. Và đó là thứ chân lý. Chính vì vậy tôn giáo hàng ngàn năm, ngàn năm mà vẫn không bao giờ mất đi được, vì đó là một thứ chân lý mà con người phải hướng tới. Vậy thì từ niềm tin đó thì nó mới tạo ra cái gì ạ? Cái hành vi, cái cách nghĩ của mình trong đời sống. Ví dụ, mình tin rằng nếu như hại người thì cuộc đời mình không lấy đâu mà bình yên cả, tức là gieo gió thì gặp bão. Thì trong suy nghĩ của mình, ngay lập tức mình chỉ nghĩ đến những thứ giúp người chứ không hại người. Nhưng nếu không có cái phần lời răn của Chúa và Phật thì mình hại người, thậm chí hại nó xong sướng cười bảo mẹ nó ngu chứ sao mình khôn thế nhỉ, cùng là người sao mình khôn thế. Thực ra mình là đang là ở giới động vật, còn nó là giới cấp cao là người rồi, nó không hại mình. Nhưng mà mình lại tưởng là mình khôn. Và tương tự như thế, động vật con nọ nó lừa được con kia nó vui lắm, vì nó nghĩ là nó là động vật cấp cao. Đó. Thế thì như vậy nhờ tôn giáo thì nó tạo ra niềm tin, và niềm tin thì nó hình thành nên suy nghĩ của mình. Cho nên những nơi nào có tôn giáo thì suy nghĩ của con người ở nơi đó thường hướng thiện và làm những thứ thiên về những cái chân thiện mỹ nhiều hơn. Thế còn nếu mà nơi nào thiếu tôn giáo thì nơi đó con người thường sống bằng bản năng nhiều hơn. Cho nên là được đi nhà thờ,
nghe cha sứ giảng, nghe những lời răn của Chúa từ sớm, đó là những con người được may mắn. Từ bé mà được nghe những lời Đức Phật dạy, những lời răn của Phật, thì đó là những con người may mắn, được hình thành nên một niềm tin tốt ngay từ lúc còn bé. Và đó cũng là sứ mệnh của những người làm giáo dục, phải hướng con cháu đến việc thiện lành đầu tiên, mà như bác Hồ dạy đấy, chữ tâm bằng ba chữ tài. Mà tâm chính là gì? Là niềm tin của bản thân đấy, là làm một việc thế nào gọi là đúng, thế nào gọi là sai, thì nó định hướng cái suy nghĩ của con người ta. Mà khi định hướng cái suy nghĩ của con người ta xong thì bấy giờ nó mới ra được hành vi. Và suy nghĩ của mình là đừng bao giờ làm hại người khác, thì hành vi của mình cũng không bao giờ làm hại người khác. Suy nghĩ của mình là đừng bao giờ làm tổn thương người khác, thì mình gặp ai mình cũng cố gắng làm cho họ không bị mất năng lượng. Ngay kể cả một lời nói xấu ai đó, chúng ta cũng hiểu đó là sự tổn thương người khác. Thế thì như vậy thì chúng ta mới hình dung ra được là cái tôn giáo nó ảnh hưởng ghê gớm thế nào đến đời sống của con người. Tuy nhiên Chúa Giêsu thì có mặt, Đức Chúa Cha thì có mặt từ vô lượng năm trước rồi. Thế còn Đức Chúa Con là Đức Chúa Giêsu thì có chúng ta cách đây hơn 2.000 năm, mà Đức Phật thì hơn 2.500 năm. Cho nên ở đâu đó những lời răn của Phật, những lời răn của Chúa Giêsu, ở đâu đó Chúa Giêsu thì tôi không bàn, nhưng mà lời răn của Phật ở đâu đó nó rất bị méo mó. Và do ghi chép lại trong quá trình con người truyền thừa lại với nhau, cho nên nó méo mó. Vì vậy tôi nghĩ rằng là số người hiểu sai về đạo Phật rất là lớn. Mọi người hiểu đạo Phật là cúng bái, là thờ phụng, là cầu xin, là gọi hồn, là cúng giải sao, là cúng giải hạn, nhưng đó là tà pháp. Thế còn đạo Phật chánh pháp là ở đây Đức Phật chỉ dạy những cái thứ liên quan đến cách, cái tâm con người, đến cái tư duy, hành động của con người trong đời sống, và để làm sao để tạo ra cái quan hệ giữa con người với con người mang tính bình đẳng, mang tính yêu thương, chứ không phải là cúng bái. Mà chúng ta đang hiểu đạo Phật dưới góc nhìn là mang tính tôn giáo cúng bái nhiều hơn, chứ không phải những lời răn, những lời dạy của Đức Phật để lại cho đời đời kiếp kiếp sau, những lời dạy của Chúa Giêsu để đến cho đời đời kiếp kiếp sau. Chính vì vậy mà chúng ta hiểu sai về tôn giáo. Và đặc biệt con người Việt Nam mình thì theo tôn giáo nhưng mà chưa chắc đã hiểu tôn giáo. Cho nên việc đầu tiên muốn theo tôn giáo thì phải hiểu tôn giáo. Ví dụ bạn nào theo học tôi thì bắt buộc phải hiểu kiến thức của tôi thì mới gọi là theo học tôi. Nếu theo đạo Thiên Chúa thì phải hiểu những lời răn của Chúa và hành theo những lời răn của Chúa, thì đó mới là con chiên, thực sự là yêu Chúa. Thế còn nếu mà theo đạo Phật thì phải hiểu được những lời răn của Phật và thực hiện theo lời răn của Phật, thì đó mới thực sự là một Phật tử. Cho nên chúng ta phải hiểu bản chất của tôn giáo, không được hiểu dưới dạng ma mị, cúng bái, tôn thờ. Thì như thế với gọi là đúng có nghĩa là chúng ta là con chiên của Chúa và chúng ta là những Phật tử của Đức Phật. Đấy, thì chia sẻ với anh như vậy. Cho nên là tôn giáo ảnh hưởng ghê gớm đến đời sống, suy nghĩ của từng con người, hành động của từng con người, và từ đó nó tạo ra cái văn hóa của cộng đồng. Vì vậy nước ngoài họ rất là tự hào vì họ đã theo một tôn giáo nào đó. Còn chúng ta thì theo một tôn giáo nào đó thì đôi khi chúng ta lại cảm thấy không đủ cái tự hào. Vì vậy là tôi nhân cái buổi live stream cuối năm này thì tôi cũng xin chúc mừng chúng ta, những con người Việt Nam mà chúng ta đã được
sống với Chúa. Được là con chiên của Chúa khi mới sinh ra. Và chúc mừng những ai là có gia đình, có truyền thống theo đạo Phật, thì như vậy họ rất may mắn, họ được tưới tắm những niềm yêu thương và hiểu thế nào là yêu thương ngay từ lúc còn bé, để tạo ra những cái giá trị cho cộng đồng. Và chúc cho những người mà chúng ta thực sự chưa hiểu biết về tôn giáo, chưa hiểu bản chất của tôn giáo, thì chúng ta có cơ hội tìm hiểu để hoàn thiện cái niềm tin cá nhân mình nhiều hơn, từ đó mang lại giá trị cho cộng đồng. Rồi, xin cảm ơn câu hỏi của bạn Phúc Lâm. Bây giờ chúng ta lại đến những cái câu hỏi tiếp theo của các anh chị. Rồi ạ. Rồi, mời các anh chị chuẩn bị đặt câu hỏi đi ạ. Xem comment của mọi người tí xem nào. Mọi người thấy nghe có thấy dùng được không ạ? Lại phải hỏi một chút đấy ạ. Vâng. Mời cả nhà uống nước ạ. Báo cáo với anh chị em là làm nghề thầy giáo cũng vui lắm. Nhân dịp cái live stream cuối năm này, phải nói là cảm ơn tất cả các anh chị ở mọi miền của cái trái đất này. Các anh chị đã gửi quà về biếu thầy, thì cái món quà thì nó là một chuyện, nhưng thật sự là cái niềm vui lớn nhất của cái ông giáo đó là chính là có những anh em họ học cách đây 3-4 năm, có những anh em ở xa đến nửa vòng trái đất, ở tận Đức, ở tận Mỹ, rồi có những anh em thì mới học nhưng đã dùng được, thì anh em có gửi quà xong rồi cảm ơn thầy, đó là cái niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Và nhân dịp mà cái buổi live stream này cũng xin cảm ơn tất cả các món quà của anh em, trong đó có những món quà là vật chất, trong đó có những món quà là tinh thần, và hơn hết tất cả là mong mọi người dùng được những kiến thức của Tuấn vào đời sống để an lạc, thì đó là thứ mà sứ mệnh lớn nhất mà Tuấn mong đạt được cái đó. Rồi xin cảm ơn cả nhà, rồi chúng ta tiếp tục đến những cái câu hỏi của các bạn tiếp theo ạ, của các anh chị tiếp theo ạ. Rồi cảm ơn anh em. Di Nguyễn có đặt câu hỏi thế này: thầy có thể chỉ cho em làm sao để nói người khác hiểu được như vậy không ạ? Vâng, cũng báo cáo với lại Di Nguyễn rằng thứ nhất, chúng ta phải nhớ cái câu nói là đủ đức thì độ. Vậy thì cái việc đầu tiên, cái người nói ấy, đừng bao giờ cưỡng ép cái người nghe họ phải thực hiện, mà chúng ta chỉ mang tính chia sẻ mà thôi. Và ngay chia sẻ thì việc đầu tiên để một người họ nghe mình, thì cái quan trọng nhất là trong tâm thế của họ, họ có tin mình hay không. Nếu họ không tin mình thì cho dù bạn nói nó đúng 10-10, người ta cũng không nghe mình nói đâu. Cho nên đầu tiên bạn muốn nói cho ai nghe thì bạn phải hiểu là người đối diện mình họ có tin mình hay không. Còn việc đầu tiên, nếu họ chưa tin mình thì bước đầu tiên là bạn hãy làm cái gì để họ tin mình đi đã, rồi muốn chia sẻ cái gì cho họ thì chia sẻ. Còn khi mà họ chưa tin mình thì thật sự bạn có chia sẻ điều gì họ vẫn không tin và họ không nghe bạn đâu. Cho nên không phải là những thứ mà tôi nói thì mọi người nghe, mà không có nghĩa là bạn nói thì người khác họ cũng nghe. Vì bạn thì có niềm tin với tôi, nhưng nếu như bạn mà không có niềm tin với tôi thì tôi có nói 10-10 thì thậm chí bạn chỉ phớt qua cái thôi và bạn cũng không bao giờ bạn nghe. Cho nên một trong những yếu tố để nói người khác nghe đó chính là làm gương. Vì nói người khác nghe thì bản chất chính là chia sớt những cái phần giá trị trong con người mình cho những người xung quanh. Mà muốn chia sớt những cái phần giá trị của mình cho những người xung quanh thì việc đầu tiên trong con người mình phải có giá trị đó. Nguyên tắc
mình có cái gì thì mình mới cho người khác được cái đó. Mình nói rằng là mình dạy kỹ năng làm giàu thì mình phải giàu thì mình mới cho người khác được việc đó. Mình nói rằng là mình dạy người ta cái cách bán hàng thì mình phải bán hàng giỏi, mình mới dạy cho người ta được cái điều đó. Mình nói rằng là mình muốn cho tiền người ta thì mình phải có tiền trong túi. Mình nói rằng là bạn phải yêu thương lên, tức là trao cho người ta một cái tâm yêu thương, thì mình phải là người có tâm yêu thương đầu tiên. Và đó chính gọi là làm gương. Vì nó có 6 yếu tố trong điều khiển con người. Yếu tố đầu tiên đó là làm gương. Cho nên hôm nay là tôi ngồi tôi đánh cờ với này anh Nam á. Không biết anh Nam anh đang có xem ở đây không. Thì anh ấy thua rồi, xong anh ấy ra thì lại có một anh khác vào đánh. Thế anh Nam anh cứ ở ngoài anh xui thôi. Thì tôi mới bảo cái anh chơi với tôi là mày đừng nghe nó vì nó thằng thua đấy. Mà mày bây giờ mày nghe nó là thua chắc 100%. Bây giờ mày đừng nghe nó thì có khả năng là thắng 50-50. Thế cho nên là đừng bao giờ nghe những cái người mà họ thực sự họ chưa làm bao giờ, mà họ chia sớt cho mình cái đó. Vì họ trong túi họ rỗng, mà họ chia cho mình cái đó thì làm gì, bản chất là chia tập rỗng mà. Cho nên mình đi học nghề cũng vậy, thì cái ông phải làm được nghề thì ông ấy dạy mình cái nghề, thì mình mới có cái nghề mà mình làm. Chứ còn một cái thằng mà nó không có nghề mà nó đi dạy mình, thì một thằng chưa biết dạy, một thằng không biết, thì là hai thằng đấy trộn với nhau thì nước lã. Trộn với nước lã thì là nước lã, mà cơm chấm với cơm thì nó là cơm chứ. Cho nên cái món đấy gọi tôi gọi là cơm chấm cơm. Cho nên ấy, việc đầu tiên khi bạn nói người khác nghe thì họ phải tin là cái mà bạn nói là bạn đã làm được thật và bạn giỏi. Họ tin bạn đã thì bạn muốn nói cái gì thì nói. Có khi nói vớ nói vẩn người ta cũng tin. Mà bạn mà gì ạ? À? Mà không có cái thành quả gì mà bạn nói có mà nhiệt huyết móc xương móc thịt ra họ cũng không tin. Thế thì đấy là yếu tố đầu tiên, là tâm thế của họ, họ có tin bạn hay không. Và cái tiếp theo là họ bị rào cản, cái tiếp theo là cái vị thế của họ. Họ có đáng phải nghe bạn hay không. Cho nên nó mới sinh ra có những thằng thế này. Quân nó góp ý cho, thế là thằng sếp thấy đúng mẹ rồi. Nhưng mà vì vị thế của nó không thể công nhận. Vì cái tôi nó to mà, nó không thể công nhận. Nhưng mà hôm sau nó vẫn làm theo mình. Nhưng bọn Quân ấy thì cố chấp, cho nên là nói cho sếp nó nghe mà nó phản hồi là không, cái này không dùng được đâu em. Thế là thằng Quân cố gắng thuyết phục nó, như vậy đã sai về mặt bản chất rồi. Có thể nó bảo không dùng được đâu em, nhưng ngày mai nó vẫn dùng. Cho nên khi mà tôi đi dạy cái kỹ năng mà làm việc với cấp trên ấy, tôi có nói thế này. Thứ nhất, nguyên tắc của cấp trên ấy là bạn trình bày một văn bản thì một ấy là kiểu gì nó sửa vài chữ để chứng tỏ là tao biết chứ không phải là tao ngu đâu, không? Hai là nó không công nhận mình nhưng hôm sau nó vẫn làm theo cái văn bản đấy của mình. Thế thì vì em phải hiểu cái vị thế của họ. Còn vị thế của người nghe mà họ thấp hơn mình có tâm thế tốt, tức là mình làm gương tốt, xong cộng với cái vị thế của mình tốt hơn họ thì họ sẽ nghe thun thút. Nhưng mà cái tâm thế của họ muốn nghe chuyên môn của mình, nhưng vị thế của họ cao hơn mình thì họ nghe, họ vẫn dùng, nhưng họ sẽ không công nhận hết đâu. Họ bảo của em tốt nhưng mà phải sửa vài thứ nữa. Có nghĩa là phải có ý kiến của anh vào thì cái ý kiến của mày nó mới thành ý voi, kiểu như vậy. Đấy, thì mọi người phải hiểu, và hiểu về con người, bản năng con người, thì chúng ta không cần phải tranh luận đến cùng là anh không công nhận tôi là tôi pha canh chết. Không phải. Cho nên nhiều thằng Quân đã đi làm, mới đi làm mà ngu lắm, góp ý cho sếp là muốn thằng sếp nó công nhận ngay. Nó chỉ công nhận trong ruột thôi, chứ mồm nó chưa chắc đã công nhận. Còn cái thằng mà là sếp mà nó công nhận ngay ở ngoài mồm thì thằng ý quá tuyệt vời. Thằng ý nó mới tạo động lực cho nhân viên. Còn rất nhiều thằng sếp là Quân nói đúng 10-10 thì thằng sếp nó vẫn gì, vẫn không nghe. Và đây cũng là lý do khi anh về anh góp ý với bố mẹ anh cũng vậy. Nhiều khi bố anh thấy đúng rồi, nhưng tao là bố cơ mà. Đúng thì bố mày cũng phải từ từ bố mày mới nghe. Chứ tao mà nghe mày luôn vậy tao ngu hơn mày à? Cho nên là đôi khi cái vị thế nó là cái rào cản, mà chúng ta hay gọi là phần tôi đấy. Cái tôi nó là cái rào cản tiếp thu những trí tuệ của nhân loại. Vì vậy là mình góp ý cho người khác thì bạn cũng hiểu
chuyện góp ý. Góp là góp mà, góp chứ không phải là gì, là toàn quyền thay đổi. Cho nên nguyên tắc là bạn chia sẻ, bạn góp ý cho người khác thì bạn đừng bắt họ phải công nhận bạn là đúng, mà góp xong rồi về. Như kiểu góp dỗ ấy, xong rồi về. Mà gì ạ? Góp gạo xong rồi ăn xong về, đừng bảo đây là cả nồi cơm của tao. Thế còn họ cũng ăn cùng của mình, họ ăn được đến đâu thì họ ăn, không ăn thì thôi. Đấy gọi là góp ý. Nhưng mà vì các anh chị chia sẻ là ngay từ đầu cái tâm thế của mình đã bị sai rồi, là khi mình chia sẻ ra là mình bắt họ phải làm y như mình hoặc công nhận của mình đúng, vậy thì chính mình là kẻ cố chấp, chứ mình không phải là kẻ tử tế gì. Cho nên muốn chia sẻ cho người khác thì tùy duyên. Và các anh chị nhìn thấy không, em chia sẻ với các anh chị trên live stream này, không bao giờ em nói rằng cái gì đúng, cái gì sai, mà em chỉ đưa ra quy luật. Nếu làm như thế này thì nó là thế này, làm thế này nó là thế này. Và tùy từng tầng bậc và hoàn cảnh của mỗi con người thì họ lựa chọn hành động. Còn nếu mình chia sẻ với họ mà mình áp đặt một cách làm thì mình sai. Đấy, thì mình bị sai mất. Là ngay từ lúc mình chia sẻ mình đã là người sai rồi, mình đã chơi cái quả áp đặt rồi. Cho nên là ở đây muốn chia sẻ với lại Di Nguyễn rằng là gì ạ? Khi mà bạn nói cho người khác mà người ta không hiểu mình thì đầu tiên bạn xem lại tâm thế họ có tin mình hay không. Thứ hai, vị thế họ có phải công nhận mình hay không. Và thứ ba nó mới đến là gì ạ? Kỹ năng trình bày. Ngài ạ, và hiện nay ở ngoài đời người ta cứ đi dạy kỹ năng thuyết trình với dạy mấy cái kỹ năng trình bày, nó không có đúng. Việc đầu tiên là anh phải giải quyết được cái tâm thế, vị thế. Xong ba cái thứ trình bày nó chỉ là pháp thôi, chứ nó không phải là gốc. Gốc chính là tâm thế, vị thế. Thưa các anh, chính vì vậy mà khi mà bây giờ mà không may mà chúng ta mà may mắn mà được anh Vượng anh chia sẻ về cái gì á, thì anh Vượng anh có nói trừu tượng thì chúng ta cũng ngồi chúng ta cố gắng mà hiểu. Nhưng mà nếu bây giờ mà một thằng nào đấy mà nó không có cái tâm thế hoặc không có vị thế xã hội để chia sẻ với mình á, thì nó nói mà mình không hiểu cái là bố ngủ luôn. Đấy mà lại mấy thằng trẻ con nó nói mình càng không tin. Cho nên là tâm thế và vị thế nó quan trọng nhất trong một cuộc giao tiếp. Và bạn phải hiểu cái chuyện đó. Rồi sau đó mới đến là gì ạ? Cách nói làm cho người ta hiểu. Cho nên đây là cái là câu chuyện rất là hay. Muốn nói về cái câu chuyện ví dụ về đời sống thôi. Tôi có một anh bạn Nam Định, mà Nam Định quê tôi thì ngọng lắm, N với N là nẫn hết cả nộn đi. Thì có anh bạn tôi, anh mới đứng ở đường Ná, ở chỗ cổng trường lao động thương binh xã hội. Thì hai anh, ba anh em ngồi uống cà phê, thì bước chân ra khỏi quán cà phê thì cái anh ngọng ấy, anh bảo là lái xe, lái xe, anh lái xe về chỗ đường Náng nhá, chỗ ngay cạnh chỗ đối diện trường lao động thương binh xã hội ấy, tôi đang ngồi đấy. Thế là nói vậy xong một phát thì 5 phút là có một cái xe đẹp bóng loáng phi đến đón anh ấy đi. Mà anh nói ngọng như vậy mà người ta vẫn hiểu. Thì còn có một anh kia thì nói rất là sỏi: anh ơi, tôi đang đứng ở đường này, anh đón tôi nhá, tôi đang đối diện ở cổng trường cán bộ lao động thương binh xã hội. Nói chuẩn luôn. Nhưng rất tiếc là 30 phút không thấy xe đón. Vậy thì ở đây pháp nó không quan trọng bằng tâm thế và vị thế. Cho nên người ta mới hay nói đùa với nhau câu gì: miệng của quan nó có gan có thép. Vì nó liên quan đến gì? Vị thế. Mày không hiểu mày cũng cố mà hiểu con ạ. Còn nếu mình không có vị thế thì mình nói mãi cũng chả hiểu gì cả, thế mới đều chứ. Cho nên là học cách xây dựng tâm thế và vị thế, rồi bắt đầu phải học gì? Cách nói chuyện. Vâng, cái đấy gọi là hệ tư tưởng, rồi mới đến hệ tư duy đấy ạ. Xong với sang đến hệ hành động. Rồi cảm ơn Di Nguyên. Rồi cảm ơn ạ. Phan Vũ có đặt câu hỏi: thầy ơi, cho em hỏi chút, khi làm đại lý bán hàng thì có những lưu ý nào không ạ? Em cảm ơn thầy. Bản chất là khi em làm đại lý bán hàng thì ở đây nó có dưới hai cái dạng. Một là cửa hàng độc lập của em, thì em là một đại lý độc lập. Hai là em là một đại lý nhưng mà là của công ty. Thì thông thường là một bên là một cái công ty mà do mình sở hữu và mình chủ động nhập hàng theo nguồn hàng.
và một bên là mình là điều hành một cái đại lý mà nguồn hàng là bên trên gửi xuống, tức là theo mô hình chuỗi đấy, và luật chơi bên trên người ta cũng gửi xuống. Thế thì tôi mới chia ra làm hai nhánh. Nếu bạn đi làm thuê cho cửa hàng khác, cho công ty khác, thì đương nhiên trên công ty họ phải đóng idea concept rất là cẩn thận cho việc vận hành, thì tôi không có bàn. Nhưng nếu bạn mở một đại lý riêng của bạn ra, thì tôi nói ngắn gọn trong live stream này thôi, có 3 cái lưu ý. Một là bạn rất quan trọng lưu ý đến nguồn hàng. Bởi vì khi mà làm đại lý thì cái việc mà liên quan đến cái nguồn hàng và chất lượng hàng hóa ổn định là một việc cực kỳ quan trọng. Và rất nhiều bạn bị mắc phải là khi bạn xây dựng một hệ thống đại lý cửa hàng ở dưới, một cái chuỗi cửa hàng ở dưới, và bạn là một nhà phân phối ở trên, khi bạn lấy hàng và bạn ký với họ nhưng hàng hóa nó không đều, thì bây giờ toàn bộ ekip ở dưới chúng ta sẽ gặp phải vấn đề. Tất nhiên gặp vấn đề như thế nào thì nó phải liên quan đến một loạt những cái cấu trúc bên trong của doanh nghiệp nữa. Tiếp theo, lưu ý cái vấn đề thứ hai là khi mà bạn làm đại lý thì bạn lưu ý vấn đề thứ hai là công nợ của khách hàng. Thì đây là một trong những cái yếu tố bị gặp phải rất nhiều của những anh chị khi club và bị gãy dòng tiền. Tức là bạn hình dung thế này, nếu bạn lợi nhuận, tôi mua một củ su hào là 8 đồng, tôi bán được 10 đồng, có nghĩa là mỗi một củ su hào tôi lãi được 2 đồng. Tuy nhiên thì khách hàng họ lại nợ bà mất 3 đồng, tức là tiền nợ cao hơn tiền lời. Thế có nghĩa là gì ạ? Cứ bán một củ su hào tôi lời được 2 đồng, nhưng tôi phải bù thêm 1 đồng để đi nhập một cái củ mới về để bán tiếp. Như vậy chúng ta gặp phải câu chuyện là gì ạ? Làm nhiều quá như vậy nó sẽ bị gãy dòng tiền, tức là càng kinh doanh càng phải bán nhà để bổ sung thêm tiền. Mặc dù doanh thu thì tăng nhưng tiền vốn thì cụt dần. Doanh thu tăng, lợi nhuận có, nhưng vốn thì cụt dần, bởi vì lợi nhuận nó găm ở công nợ cao hơn phần lợi nhuận. Đấy, thì muốn chia sẻ với anh về vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là đối với đại lý thì chúng ta liên tục phải nghĩ đến việc là chuẩn bị những cái nguồn hàng mới và dẫn đầu xu thế, gọi là chiến lược sản phẩm. Vì chiến lược sản phẩm rất là quan trọng. Ví dụ những sản phẩm mà càng phổ biến, càng có nhiều năm rồi, càng có thương hiệu rồi, thì cái biên lợi nhuận gộp ấy nó rất là thấp, và mình không đủ trang trải cho doanh nghiệp, và có nguy cơ doanh nghiệp sẽ bị gì ạ? Bị lỗ. Vì vậy chúng ta liên tục phải có những cái sản phẩm dẫn đầu, vì những sản phẩm dẫn đầu là những sản phẩm lợi nhuận nó mới cao. Tôi lấy ví dụ thế này để chúng ta dễ hình dung. Ví dụ khi mà chúng ta đi kinh doanh cái áo này thôi, thì những cái áo sơ mi thông thường này này, thì để mà lợi nhuận cao nó rất là khó, bởi vì ai gần như hãng may thời trang nào họ cũng sản xuất cái sản phẩm áo sơ mi nó khá là phổ thông, cho nên là bạn kiếm được lợi nhuận cao từ áo sơ mi là không có. Cho nên các nhà thiết kế họ phải nghĩ ra rất nhiều các cái loại mới những cái sản phẩm dẫn đầu xu thế, và họ lấy với giá cao. Thì bây giờ cái sản phẩm đấy là sản phẩm chiến lược lợi nhuận. Đấy, thì một chút về kinh doanh, bởi vì bạn hỏi như thế này thì tôi chưa hiểu kiến thức nền của bạn ở đâu, nhưng mà để học được kinh doanh thì bạn phải học tương đối nặng thì mới hiểu được những cái vấn đề này. Cho nên là thôi, tôi chỉ nêu ra 3 vấn đề chính thôi. Một là nguồn hàng, 2 là công nợ, và 3 là chiến lược sản phẩm mới để mở rộng biên lợi nhuận. Còn tất nhiên nó còn liên quan đến nhiều yếu tố cân bằng, như là trả lương cán bộ nhân viên, luật chơi, rồi quy trình, rồi kiểm soát tài chính, rồi xây dựng hệ thống kinh doanh, v.v. Thì tất cả những thứ đó nó gọi là pháp. Nhưng mà những cái yếu tố bắt buộc phải kiểm soát được là công nợ, vì nó liên quan đến dòng tiền. Nguồn hàng, vì nó liên quan đến tính gián đoạn của hệ thống. Và chiến lược sản phẩm, nó liên quan đến toàn bộ cái biên độ lợi nhuận gộp để nó tạo ra cái chiến lược về tài chính cho mình. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, Đinh Trường Trinh là em đi làm trong dịp Tết này để kiếm thêm thu nhập đóng học phí và không về ăn Tết với gia đình. Theo thầy em làm thế có sai không ạ? Rồi,
Đinh Trường Trinh có đặt câu hỏi thế này: em đi làm trong dịp Tết này để kiếm thêm thu nhập đóng học phí và không về ăn Tết với gia đình. Theo thầy, em làm thế có sai không ạ? Về mặt hành vi, chủ tâm và tập trung để làm việc vào dịp này để kiếm tiền đỡ đần đóng học phí cho cha mẹ, đó là quá tốt. Vì trong nguyên tắc của 5 quy luật đời sống thì trong đó có một quy luật của cân bằng. Nếu mà bạn cân bằng, tức là việc gì bạn cũng hoàn thiện hết, thì cả cuộc đời này bạn không tiến được bước nào hết. Ví dụ, bạn vừa đảm bảo được là đi nhậu với bạn bè, anh em nó điện thoại là vẫn tham gia nhậu được với anh em, buổi tối là sếp điện thoại đi nhậu là vẫn nhậu được với sếp, ban ngày thì vẫn muốn đi làm 8 tiếng một ngày ở cơ quan, nhưng mà nếu mà bạn nó gọi đi uống cà phê vẫn đáp ứng được đi uống cà phê, bà chị họ ba đời cưới mình vẫn về được, rồi là dỗ bố thằng bạn mình cũng về được. Tức là cuộc đời nó rất là toàn vẹn mà mình muốn giải quyết mọi thứ, rồi Tết nào cũng về được với bố mẹ, cái dỗ nào trong dòng họ mình cũng có mặt, thì kính thưa bạn, cuộc đời bạn sẽ nát bét vì không có sự nghiệp. Cho nên tôi có một anh bạn với mời tôi là về đầy tháng con anh ấy, đứa con thứ hai mở Nam Định, tôi không về được, anh ấy chửi tôi. Thế tôi phải hỏi anh ấy thế này: mày dung là bây giờ tao có 1.000 thằng bạn như mày, mày lấy một vợ, bố mẹ hai bên mất là 4, cộng mày cưới như vậy là 5, với hai đứa con mày đầy tháng là 7, chưa kể là thỉnh thoảng mày mời tao nhậu nữa, tao gọi cho là 10 sự kiện trong một cuộc đời này thôi. Và mày hình dung là tao có 1.000 thằng bạn như mày, như vậy có 10.000 sự kiện, và mày hiểu là tao phải mất 30 năm để đi sự kiện. Đi thôi nhá, chưa nói là tiền đi. Thì tao thử hỏi rằng là cuộc đời tao liệu có sự nghiệp không? Nó sẽ nát bét trong cái đống đó. Cho nên là việc mà người ta phải chấp nhận mất cân bằng, tức là trong một thời điểm người ta nên tập trung làm một vài việc cho thật tốt, thay vì 2 điểm 10 chứ đừng có 10 điểm 2. Như vậy mỗi một thời điểm chúng ta tập trung có 2 điểm 10 chứ đừng tập trung làm 10 điểm 2. Và chúng ta phải đạt được điều đó, người ta gọi là sự tập trung. Và tất cả những người thành công vĩ đại, họ đều phải có những hy sinh nhất định trong thời điểm, tức là mất cân bằng trong một thời điểm. Sau đó khi họ tập trung, họ làm một việc thành công, thì họ quay lại, họ cân bằng cuộc sống. Vậy thì cũng giống như đôi chân của mình bước đi vậy. Khi bạn đứng im thì hai chân của bạn đứng thẳng và cân bằng. Như vậy nó rất là vững chãi, nhất là đứng tấn. Quá vững chãi đi rồi, nhưng mỗi tội là đứng im. Còn đã bạn đã bước đi thì lúc nào cũng phải có một chân ở trên mặt đất và một chân ở dưới mặt đất, cho nên nó sẽ không vững chãi. Và như thế người ta gọi là mất cân bằng. Và trong cuộc đời này, bất cứ ai cũng phải chấp nhận cái sự mất cân bằng đó để tập trung phát triển cho một cái vấn đề mà họ đang cần tập trung trong một thời điểm, xong sau đó họ quay lại cân bằng. Đấy. Thế thì quay trở lại cái câu chuyện mà bạn gì ạ? Tập trung bạn làm gì Tết này để lấy tiền đỡ đần cha mẹ, đó là chữ đức. Chữ tâm là con thương cha mẹ. Chữ đức là tình thương đó phải thể hiện bằng hành động. Còn nếu mà tâm mà không có chữ đức, người ta gọi là tâm nằm trên mồm. Còn tâm mà thể hiện bằng hành động thì cái đó tâm nó phải thể hiện trên gì? Trên hành. Cho nên con thương mẹ lắm thì con phải đi nấu cho mẹ một bát cháo thật là ngon, chứ không có chuyện con rất là thương mẹ, thôi mẹ cố gắng đi mua cháo đi mà ăn, chứ bà không ăn là đói đấy, bà bảo thế tiền đâu, thì mẹ cứ móc túi tiền của mẹ ra đi. Thì như vậy đấy là tâm nằm ở đâu ạ? Nằm ở mồm. Và em là có chữ đức, thương bố mẹ là tâm nằm trên hành. Và chỉ khuyên em mỗi cái là em nên chia sẻ với ông bà về cái việc mà em vắng mặt không về Tết được là vì là mình đang tập trung cho một cái gì đó, đừng nói vì tiền. Bởi vì cha mẹ nào cũng thế, họ có những cái gì ạ? Cái tổn thương riêng.
có cái tự trọng riêng. Ví dụ đến mức độ mà mình đi làm kiếm tiền đỡ đần cha mẹ mà Tết không về được với cha mẹ thì cha mẹ cảm thấy là mình rất là tủi thân vì không lo được cho con, thì như vậy là bố mẹ mình ăn cái Tết nó cũng không được vui, không được vui và nó vẫn cứ áy náy trong tâm can. Thế thì em nói thế nào để cha mẹ em cảm thấy cái việc mà em ở lại ấy, nó không phải vì cha mẹ nghèo mà vì một cái việc rất là chính đáng cho sự nghiệp của em, để tránh tình trạng để làm cha mẹ mình buồn. Có vậy thôi, để cha mẹ mình ăn Tết cũng vui, rồi mình ở lại làm cũng thấy vui và hạnh phúc, rồi sang năm đủ đầy hơn, mình bổ sung thêm vitamin cho cái Tết sang năm. Rồi chúc mừng em đã thật sự là trưởng thành. Bởi vì những người mà biết lo cho cha mẹ bằng hành động như vậy không có nhiều đâu. Và những người thực hiện được như vậy thì đều là những người có khả năng tập trung như vậy. Thì phần lớn những người mà thành công vĩ đại họ đều có cái tố chất đó. Rồi cảm ơn câu hỏi của bạn. Vâng, chào anh Phạm Văn Cường. Phạm Văn Cường có đặt câu hỏi thế này: thưa thầy, thầy giải thích thêm ạ. Tại sao nói cúng bái là tà đạo mà mọi người Việt mình lại có phong tục thờ cúng ạ? Thanh thầy Ngô Minh Tuấn. Rồi cảm ơn Phạm Văn Cường. Cúng bái ở đây thì chúng ta phải chia làm hai nhóm. Một cái nhóm cúng để mong cầu, một cái nhóm cúng để làm cái cớ để nhớ lại những cái người mà mình tôn trọng, mình tôn thờ. Tôi lấy ví dụ thế này, ví dụ ngày cúng giỗ đi, thì bản chất ngày giỗ đấy không phải là ngày để cho người chết về ăn, mà bản chất cái ngày cúng giỗ đó chính là lấy cái ngày đó để ghi nhớ cái công đức những người sinh thành ra, những cái người đang còn sống này, cái nguồn gốc tổ tiên nhà mình ấy, họ sinh ra chúng ta đang còn ở đây, và lấy cái cớ đó để con cháu đoàn tụ về và sống vui vẻ và có thời gian để gặp nhau hàn huyên, thì đó là ngày cúng đấy. Và nhân tiện cũng ôn lại những lời răn, lời dạy của ông, của cha, của tổ tiên mình, và lấy đó làm văn hóa cho những cái thế hệ tiếp theo mà chúng ta gọi là danh gia vọng tộc đấy. Thì cái cúng đó là cúng vì người sống chứ không phải cúng cho người chết. Thì cái cúng đó là cúng tuyệt vời, cái văn hóa tập tục đó thì cực kỳ tuyệt vời. Ví dụ ngày Tết này chẳng hạn, chúng ta lấy cái cớ của ngày Tết, tức là một năm là 365 ngày, tức là bốn chu kỳ của tuần trăng, hay là một vòng, nếu mà gọi là dương lịch, thì một vòng của trái đất quay quanh mặt trời. Thế như vậy là nó hết một cái chu kỳ, và lấy cái dịp Tết là cái dịp đánh dấu một chu kỳ và người ta nghỉ ngơi và dành mấy ngày Tết để đi thăm hỏi lẫn nhau, để lấy cái chỗ là gì ạ? Làm cái nơi mà người sống được có cái khoảng mà người ta gặp gỡ, hàn huyên, tĩnh tâm, rồi là chia sẻ, rồi cảm ơn lẫn nhau. Lấy cái ngày đó là ngày gì ạ? Ân oán đấy. Oán thì là cuối năm mà tổng kết để trả nợ, mà ân thì mình có cái gì mà yêu thương ai thì mình sẽ mang cái đó để làm cái cớ ngày Tết để tặng quà. Thì như vậy là ngày đấy chính là ngày ân oán đấy ạ. Vâng. Thế thì cúng giỗ cũng vậy thôi, cúng giỗ là lấy cái ngày đó là ngày con cháu tụ họp đông vui và nhớ về những người đã sinh thành ra chúng ta. Thì đấy là cúng. Thế tuy nhiên thì cúng ở đây là cúng tà đạo, là chúng ta đang cúng, ví dụ như là cúng thần, cúng quỷ, cúng ma, để mong cầu họ sẽ phù hộ, độ trì cho mình, và để cho mình gì ạ? Không làm mà vẫn có ăn, hoặc làm ít mà được ăn nhiều. Thì cái đấy nó gọi là tà đạo.
Cho nên là trong cái câu chuyện gốc của Đức Phật mà các anh chị xem phim Buddha đấy, thì có một vị cúng ông thần nữa. Thế thì Đức Phật ngồi bên này bờ sông với ông thần nữa, mới hỏi là thế đạo của ông là có cái gì mà nó hay. Thì ông Phật ông mới bảo là bọn chúng tôi không có cầu cúng gì cả, chúng tôi chỉ có thực hiện thôi. Thế ông kia hỏi là thế là như thế nào, thì Đức Phật mới bảo là nếu ông ngồi bên này mà ông muốn sang bên kia cái bờ sông thì hỏi ông phải đóng bè đi, hay ông chờ nước nó hết rồi ông lội qua, hay là ông bơi qua, hay là ông ngồi ông cúng, thì là tự khắc bờ bên kia nó sẽ hiện ra. Thì ông kia ông ấy trả lời là cúng thì nó không sang được rồi. Thế thì ông Phật ông bảo vậy thì hàng ngày mình cứ cúng thần thánh thì ai giúp mình mà sang được bờ sông bên kia, thì mình chỉ có bước đi thôi chứ, và hãy nương tựa vào chính mình chứ đừng nương tựa vào những cái tha lực mà chính chúng ta còn không biết cái tha lực nó nằm ở đâu. Đấy, tha lực tức là cái ngoại lực họ giúp mình ấy. Thì như vậy là cúng, như vậy gọi là cúng tà đạo. Còn cúng ông cha mình, tổ tiên mình, cha mẹ mình ngày giỗ, ngày chạp, thì cái điều đó chính là việc cúng cho gì ạ? Cho người sống được đoàn tụ, được hạnh ngộ, được nhớ về những lời dạy, được nhớ về cái công ơn của cái người trước đã sinh thành ra chúng ta ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn Phạm Văn Cường. Vâng, Mạnh Phan có đặt câu hỏi thế này. Thưa thầy, cho em hỏi, càng trải nghiệm nhiều thì em càng cảm thấy bản thân mình đã bớt ít nhiều tham sân si, mạn nghi. Nhưng làm thế nào để có thể để cho người thân mình bớt tâm sân si hả thầy? Em đã khuyên xem bài dạy của thầy nhưng người ta không nghe. Cảm ơn thầy. Thưa anh là Mạnh Phan, là đủ nắng hoa sẽ nở. Tức là việc đầu tiên ấy, bạn đừng đi cố thuyết phục thay đổi mọi người, mà việc đầu tiên khi mình dùng, mình thay đổi chính mình. Và mọi người sẽ tò mò, họ sẽ đặt câu hỏi là làm thế nào bạn thay đổi nhanh như vậy. Thì bây giờ mình chỉ cần chia sẻ thôi, thì ngay lập tức người ta sẽ gì ạ? Người ta sẽ ghi nhận. Vì vậy là khi họ muốn thì mình với gì ạ? Chia sẻ. Còn thật sự họ không muốn thì mình gì ạ? Mình không thể chia sẻ nổi đâu. Cho nên Đức Phật mới gọi là gì ạ? Tùy duyên, tức là tùy điều kiện. Nếu như người ta muốn, nếu mà mình có và đúng thời điểm thì mình sẽ chia sẻ cho người ta. Còn nếu mà người ta không muốn mà mình có, mình trao đâu người ta có muốn nhận. Cho nên mới có câu chuyện thế này. Có một anh thì anh ấy làm việc rất là bận. Thế thì chị vợ mới mời tôi đến tư vấn cho doanh nghiệp của anh ấy, để cho nó tự động hóa cho anh ấy đỡ bận. Tuy nhiên thì tôi hỏi chị thế này: niềm vui lớn nhất của anh ấy là cái gì? Chị có thể nói cho em nghe xem. Chị bảo là niềm vui lớn nhất của anh ấy là được làm việc. Thế thì tôi bảo với chị là đừng tư vấn. Thực ra ông này ông thích làm việc, và ông ấy không được làm việc thì ông ấy khổ. Cho nên là ông ấy đang thấy vui thì mình đến tư vấn cho ông một cái cách mà tự động hóa doanh nghiệp, mà ông không cần phải đến cơ quan mà doanh nghiệp nó vẫn chạy. Thì dứt khoát ông đuổi mình về, vì ông ấy thích gì ạ? Thích được làm việc và thích được vất vả. Vậy khi nào ông ấy hết muốn vất vả thì tôi đến một phát là sẽ ok. Và quả thực là độ khoảng một năm sau, anh bị ốm một trận xong, thì cuối cùng chị vợ bảo: thầy Tuấn ơi, bây giờ đến lúc rồi. Anh ấy bảo anh ấy cần được nghỉ ngơi, chứ bây giờ anh ấy ốm, anh ấy mà không chịu được nữa rồi. Bảo ok, vậy thì được. Thế là tôi đến tôi nói một phát là gì? Là được ngay. Như vậy nó phải đủ điều kiện, tức gọi là đủ duyên. Và như vậy là gì ạ? Đủ nắng hoa mới nở. Cho nên bạn đừng vội vàng thay đổi người khác, mà cứ từ từ thôi, tập trung thay đổi mình. Và mình chính là gì ạ? Nhân tố hệ sinh thái để thay đổi những người xung quanh. Và đôi khi mình cũng chả cần nói gì đâu, mà họ nhìn mình thay đổi, họ cũng biết cách họ thay đổi theo. Tức là nhìn người và họ gì ạ? Dịch chuyển cái cách sống của họ. Cho nên đôi khi không nhất thiết phải họ phải gì ạ? Công nhận những thứ mình nói, cũng không nhất thiết phải bắt họ làm theo những thứ mình nói, mà điều quan trọng nhất là mình thực hành thật tốt những cái thứ mình nghĩ, những cái thứ mà mình thấy nó đúng là chánh pháp, thì dần dần mọi người sẽ hiểu và họ cũng sẽ thay đổi theo mình. Và đủ nắng hoa sẽ nở, tức là cần có thời gian,
chứ không phải là bạn ngộ xong cái chương trình của tôi, chia sẻ của tôi xong bạn lại muốn úp sọt luôn là tất cả mọi người cùng thay đổi ngay lập tức, là nó không xảy ra đâu nhá. Và bây giờ chính bạn bị rơi vào cái vùng gì ạ? Đau khổ. Và đây là tôi cũng kể cho rất nhiều người đi theo đạo Phật và bị mắc bệnh trầm cảm và mất khả năng giao tiếp. Vì sao? Họ ăn chay. Xong đi đâu người ta họ cũng bắt người khác lên ăn chay. Nhưng mà rõ ràng là anh chỉ chia sẻ với người ta là ăn chay thì nó tốt thế chứ. Sao lại đi bắt người ta phải ăn chay? Thậm chí có những người đi chùa về xong rồi thích ăn chay, bắt cả chồng ăn chay. Xong rồi là không muốn ngủ mặn, nó bắt cả chồng nó phải ăn nhạt luôn. Thế bố thằng Tây nào chịu được, thế là ly hôn. Xong là trầm cảm. Thế cho nên là mình là người trần mắt thịt, thì cái gì là phần con thì bớt phần con đi thôi, chứ còn hết con thì thành Phật mất rồi còn ạ. Bớt đi thôi, chứ đừng tu tham. Hay là có những người là đi theo đạo Phật về một cái là bắt chồng cũng phải lên chùa xong quỳ, và nó không chịu được. Vậy thì cái đó là để tùy duyên chứ. Sao lại bắt người ta, mình muốn cái gì mình lại bắt người ta y vậy được. Rồi, đấy là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là bạn cũng phải chấp nhận rằng trong cuộc đời này con người nó có rất nhiều tầng bậc, nó phải tạo ra một cái bức tranh gì ạ, hoàn hảo. Đấy, ngay kể cả trong cái câu chuyện mà chia sẻ thế này, vẫn có những anh tiêu cực, đúng không? Vẫn có những người tích cực. Và tất nhiên là trong gì ạ, 10.000 người xem thì ở đâu đó nó chỉ rơi vào 2-3 người nó tiêu cực thôi. Còn tất nhiên là có số người tích cực là sẽ cao hơn. Vì vậy là chúng ta tránh làm sao được. Ngay thầy nói thì kiểu gì kiểu vẫn có một vài người họ chửi đấy thôi. Thì em nói thì ví dụ như thầy nói 1.000 người thì mất 1 người chửi. Mà em nói thì 1.000 người mất độ khoảng 1 người rưỡi chửi chẳng hạn. Thì cũng là chuyện bình thường. Cho nên là chúng ta đừng mong cầu sự hoàn hảo. Mà điều quan trọng nhất, thứ tích cực mang lại cho cộng đồng lớn hơn là tiêu cực. Thì điều đó chúng ta cứ làm. Và miễn nó là chánh pháp thì cứ làm. Và cũng không bắt buộc là nói ra đến đâu và mọi người phải thực hiện hết đến đó. Điều đó chính là áp đặt, chứ không phải là chia sẻ. Đó cũng không phải là yêu thương. Đấy chính là áp đặt. Đấy. Hay là ngay kể cả cha mẹ với con cái thôi, mà cha mẹ đã phải dùng cái từ là con phải, thì có nghĩa là cuộc đời của con là cuộc đời của bạn. Bạn nói rằng là con phải, có nghĩa nó phải tuân lệnh. Mà nó đã là tuân lệnh thì một là cấp dưới, là lính. Hai là cuộc đời của nó là cuộc đời của bạn. Bạn quyết tất. Vậy thì vô tình bạn là người ăn cắp đi tuổi thơ của một đứa trẻ, ăn cắp đi cái quyền được sống của một đứa trẻ. Cho nên là cha mẹ với con cái cũng vậy. Không phải cái gì mình biết mình cũng bắt nó phải làm theo răn rắp. Vì nó cần phải trải nghiệm. Nó cần phải trải nghiệm. Một thằng 40 tuổi trải nghiệm, xây ra, chóc vảy ra, với đúc kết được kinh nghiệm. Thế thì tối thiểu nó cũng phải 20 tuổi nó trải nghiệm thì may ra nó mới khôn được thằng 40 tuổi. Chứ còn 10 tuổi lấy đâu ra khôn bằng thằng 40 tuổi được, vì nó có trải nghiệm đâu. Cho nên trong cuộc đời này, nếu mà mình bắt nó làm đúng như mình thì vô tình mình cướp đi cuộc sống của nó, vì nó không được trải nghiệm. Dù đúng, dù sai, con người ta cũng cần trải nghiệm. Chỉ có điều cái trả giá của cái sai đừng để mất mạng thôi. Cho nên là bản chất của chúng ta là đúng nhờ sai. Chứ đúng không phải là nhờ suy nghĩ, mà đúng cũng không nhờ ai áp đặt được. Người ta áp đặt mình cũng chỉ đến bao nhiêu tuổi đấy thôi, rồi mình cũng không nghe họ nữa. Và đấy là lý do mà khi bạn hiểu biết thì bạn cũng nên gì ạ, kìm hãm cái của mình lại. Và chia sẻ thì là tùy duyên để chia sẻ. Đừng áp đặt, đừng bắt mọi người phải làm theo. Còn mình muốn họ tốt đến đâu thì tùy họ. Còn cái mình muốn là mình đã hành động hết cỡ rồi, thì đừng để cái tâm trí của mình nó phải sân si vì những cái việc mà không đáng như vậy. Rồi, cảm ơn câu hỏi của Mạnh Phan. Rồi, thì chương trình live stream của chúng ta là đến câu hỏi này là kết thúc. Rất mong anh em, tôi sẽ xem lại những cái câu hỏi hay. Thì mỗi một lần live stream có thể sẽ dành 30 phút để trả lời những câu hỏi mà rất là đặc sắc. Nó mang tính tổng quan mà ai cũng có thể dùng được, giống như hôm nay. Thì sau đó thì chúng ta sẽ sang phần hỏi đáp thì nó cũng hay hơn. Rồi,
Vậy thì buổi live stream này là buổi live stream cuối cùng trong năm, và để chúng ta bước sang năm mới thì nhân dịp gặp được anh em cộng đồng ở trên đây, thì Tuấn xin chúc các anh em những cái gì ân oán của năm cũ cố gắng đối mặt và giải quyết cho nó hết, rồi chúng ta bước sang một năm mới là em về tinh khôi để nó rất là trong sáng, nó rất là trong trẻo để bước vào một năm mới thật sự là tinh khôi và một năm mới phát triển và bình an. Và cuối cùng chúc cả nhà một năm mới an khang, thịnh vượng, tinh khôi. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.